Kính chào thính giả đến với chương trình Vận hội cho dân tộc. Ngọc Tuyết trở lại chương trình hôm nay với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ngài đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Sam Brownback trong cái buổi hội luận đó cũng đã lên tiếng rất là mạnh mẽ về cái sự vi phạm, cái sự dối trá của Việt Nam trước sự thực thi những cái điều mà họ ký kết. Họ cũng đã cho biết rằng là Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đang suy nghĩ là xem có thể quyết định để cho Việt Nam vào những quốc gia cần quan tâm đặc biệt, gọi tắt là CPC. Trong những năm vừa rồi thì Ngọc Tuyết cũng thấy là tại Việt Nam cái sự đàn áp không những chỉ về tôn giáo mà làn sóng dân chủ ở Việt Nam, nhất là năm 2018 ngày 10 tháng 6 thì đồng bào đồng loạt xuống đường để lên tiếng phản đối luật an ninh mạng cũng giống như là luật đặc khu cho nước ngoài thuê 99 năm và sau đó thì hàng loạt các tổ chức xã hội dân sự cũng như rất là nhiều người dân đã bị đàn áp và bị bắt. Sự đàn áp gia tăng như vậy đối với Việt Nam thì cái xác suất Việt Nam sẽ có thể bị đánh giá là một tổ chức, một quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt CBC và sẽ bị tước đi nhiều cái quyền lợi khi giao thương với Hoa Kỳ, thì cái xác suất trong năm nay tiến sĩ nghĩ rằng là nó có cơ hội cao hơn những năm vừa rồi không ạ? Thực tế là tôi không nghĩ rằng Việt Nam sẽ bị đưa vào CPC đâu, bởi vì chắc chắn là sẽ có cái sự mà phản đối từ phía tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, bởi vì không một vị đại sứ nào muốn cái quốc gia mà mình đang có mặt tại đó lại là bị chế tài đến cái mức như vậy, bởi vì nó thể hiện rằng cái vị ấy đã thất bại trong vấn đề vận thay đổi cải thiện cái tình trạng quốc gia đó. Tuy nhiên cái luật mới của Hoa Kỳ đó được ban hành vào cuối năm 2016, mà đây là cái luật do ông dân biểu Christopher Smith, là một vị dân biểu rất gần gũi với người Việt Nam mình, đã đưa ra, và nó nói bây giờ trong cái luật đó rằng nếu mà mất mé thì cũng phải đưa vào danh sách để mà phải theo dõi, chứ không thể mà đứng bên ngoài cái danh sách ra được. Dù rằng Việt Nam có khôn ngoan đi, có mánh mung đi mà chỉ làm mất mé xác thôi đó thì vẫn phải trong cái danh sách theo dõi, và nếu trong danh sách theo dõi 2 năm mà vẫn không cải thiện thì tự động CPC, chứ không chờ để mà Bộ Ngoại giao quyết định nữa, sẽ không còn tranh cãi gì nữa hết. Thứ hai là phần chúng ta sẽ có một buổi hội luận về cái danh sách các nạn nhân bị đàn áp vì tự do tôn giáo, và cái này cũng nằm trong cái luật vừa rồi tôi vừa kể đến do ông dân biểu Smith đưa ra cuối năm 2016. Thì từ cái luật này nó đã đòi hỏi rằng là Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế phải từ nay trở đi, bắt đầu năm nay, lập một cái danh sách, thực sự bắt đầu tháng 10 năm ngoái, nhưng mà năm nay thì sẽ bắt đầu phải có một cái danh sách của các nạn nhân, và chúng tôi hiện nay đang làm việc với ủy hội này để mà đưa ồ ạt danh sách nạn nhân vào. Thế là khi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, dù rằng là bên tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam có muốn cãi lại đấy, quốc hội nói rất rõ làm sao giải thích đây, khi mà Việt Nam đứng hàng thứ 2 trên thế giới hoặc đứng hàng thứ 3 trên thế giới về cái danh sách nạn nhân thì không thể nào mà chế tài những quốc gia kia mà lại không chế tài Việt Nam, thì cái đó là một cái thước đo rất cụ thể, rất khách quan, không ai cãi cọ được gì hết. Thì cái đó cũng là một cái nỗ lực chúng tôi để đẩy Việt Nam vào ít ra là cái danh sách phải theo dõi đặc biệt. Và cuối cùng, cái điểm cuối cùng là thế này, thực sự ra khi mà đại sứ Sam Brownback nói đến các biện pháp chế tài thì không CPC đâu, mà còn những biện pháp chế tài cá nhân, những quan chức đứng đằng sau các cái vụ vi phạm nghiêm trọng, thì chúng ta đã biết đến cái luật Magnitsky toàn cầu, mà kỳ trình ra nó còn cái luật nữa đã được thông qua năm 1998, đó là luật tự do tôn giáo quốc tế. Cái luật này, nhờ cái luật này mà mới có cái chuyện CPC, mới có ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, và mới có chức vụ của ông đại sứ đầu độc Sam Brownback. Chính ông Sam Brownback khi mà còn thượng nghị sĩ đã là đồng tác giả cái luật này. Và cái luật này nó có sẵn cái biện pháp chế tài rất là mạnh, ở một cái khía cạnh nó còn mạnh hơn cả tài sau luật Magnitsky, nhưng mà nó chỉ tập trung vào cái sự vi phạm về tự do tôn giáo thôi. Thì hiện nay tháng 3 năm nay tôi đã có nhiều buổi họp với Bộ Ngoại giao Mỹ, và chính họ đã khuyến khích rằng chúng tôi hãy nộp, bởi vì thực sự phía Mỹ họ cũng rất là chán ngán lại Việt Nam, cứ hứa rồi hứa lèo không làm, tìm mọi cách lật lọng. Thành ra họ nói bây giờ chúng tôi thấy rằng không thể tiếp tục như vậy nữa, thành ra yêu cầu quý vị hãy đưa cho chúng tôi những danh sách. Mà đến nay thì chúng tôi đã đưa 4 danh sách, chúng tôi đang chuẩn bị danh sách thứ 5 mà đưa cho họ chế tài theo cái luật tự do tôn giáo quốc tế. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và xin gửi lời chào đến thính giả của chương trình Vận hội cho dân tộc. Xin kính chúc quý vị một ngày vui và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin trân trọng kính chào.